alo alo xin mến chào đại gia đình hôm nay à, vừa bật cái tivi bà tám mới ngồi cho anh kể chuyện rồi ở dưới đây em cũng kể xin mẫu chuyện à, ai muốn nghe chuyện ở tránh cũng được ai muốn nghe chuyện ở dưới cũng được <laughs> ở trên thì cút bắt im lặng không nghe được tiếng đâu nhưng mà mọi người chắc biết được cái đó là trong cái clip nào rồi còn cái à, Tấm cúc thì hôm nay muốn kể cho đại gia đình mình nghe một cái mẫu chuyện này ừ, cũng à, về đời sư xưa, xưa một tí cho nó vui ha cả nhà ha à mời cả nhà lại nghe chuyện về ông cả bà cả nữa nha thì ở trong cái làng này có một cái ông cả với bà cả này có được một cô con gái mà là ông cả này thì ổng là coi như là ổng tánh ông thì nó rộng lượng. Đó, thì coi như là thoải mái hơn bả, bả thì hơi keo kiệt hơn, là cái gì cũng muốn chắc mót gì cho mình hết á. còn ổng thì ổng hoạt động mọi người thoải mái lắm, rộng rãi. Đó thì ở trong cái làng này ở xóm trên nó có cũng có một cái ông kia cũng là coi như là cũng là tá điền chủ điền đó cũng vào như ông cả này ngang nhau thì trên đó cũng nuôi trâu nuôi bò nhiều lắm thì có một cái anh này là anh chuyên gia anh chăn trâu dùm cho cái ông là tá điền trên kia chủ điền trên kia ha thì ngày nào cũng dắt trâu bò rồi đi ăn đi ngang nhà của ông cả dưới đây ha thì một hôm nay thì ông cả này là ông đi xuống đám cung đình ông đi xuống làng trên đám cung đình là đó ai không biết đám cung đình thì cái anh chăn châu nên biết là ông cả bữa nay ông đi xuống cái đám cung đình cho nên là tìm cách nào để mà qua là 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 coi như là me bà cả với lại cái cô cô, cô hai tại vì đi qua đi lại hoài thấy khoái cô hai lắm thêm bà cả nữa đó là bắt đầu nhìn cô hai khoái quá mà bây giờ biết làm sao trời biết sao mà đặng mà len lỏi vô được nhà thôi mà con mặn cô hai đựng cái chắc là coi như nó, nó 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 đã dữ lắm ông căn trâu này trong lòng cũng vậy đó tôi suy nghĩ thì bữa nay ông nói là bữa nay ông cả ông đi đám cung đình mình phải làm cách nào ta đó cho nên sáng thấy ông cả đi phải không cả anh chắc chào ngang đi ngang nhà của bà cả này là cái ông gao lên ông nói là ai dám cho tôi làm cái tôi tặng cho con trâu tôi tặng cho con trâu này ai dám cho tôi làm cái tôi tặng liền cho con trâu thì bà cả bà tham bà cả bà tham bà mới nói là cái anh chàng này anh trai trẻ mà anh nói vậy mình chắc nó chê quá thôi mình mình xuống gái mình đi cái bà, bà nói nè ê hai 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 má nói mày nghe nè bây giờ á cái thằng đó nó gao kìa ai cho nó làm cái nó 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 nó, trả cho một con trâu ha mày á mày cho nó làm cái đi có mắc mát gì đâu gái lứa làm cái cũng sao chứ kệ đi bắt một con trâu con trâu vợ cũng á, mắc tiền lắm phải ghẻ đâu nha cái, cái cô hai này có nói trời má ơi má kỳ vậy ai mà cho ổng đi làm người ta chăn trâu ngoài má kêu con cho làm cái bắt con trâu là gì bà nói trời ơi trời mà cho nó làm đi cô hai này dứt quyết không cho đó không cho thì bắt đầu là cái anh chàng này mới đi qua khỏi nhà bà cả rồi thì anh chàng thấy sao im ngu ta không ai cứu cho anh ta cái anh chàng quay trở lại quay đầu dắt con trâu ngược trở lại cái anh chàng đi ngang chàng gao nữa là ai cho tôi làm cái tôi trả lại cho con trâu lúc này bà cả là trong lòng bà tham mà làm con cái rồi à, đó giờ ông làm biết nhiêu cái có con trâu nào đâu bây giờ đó cho nó làm mẹ nó ăn cái dù sao ổng cũng không có nhà ổng đi đám cung đình cho làm cái bắt con trâu này mới được nhắn con trâu ngang kìa thấy trâu cũng bự bự cũng ngon ha bà mới kêu ê mày đi vô đây mày vô tao biểu ơi là cũng bắt chân trâu á đi vô biểu cái đầu anh chàng này anh nghe gì cái đi vô trong lòng nói chắc rồi chắc vô chắc, chắc cho làm được cô hai rồi nhưng mà không ngờ đi vô cái bà nói mày mới gao gì đó cái ông nói dạ "Á à, con gao là ai cho con làm cái là con tặng lại cho con trâu này con nói là con giữ lời cái bắt đầu bà nói mẹ nói thiệt không ai cho mày làm cái là mày tặng anh châu đúng không cái nó dạ cái nó vậy mày đi vô đây tao dẫn anh chàng châu đi vô phòng đi vô buồn của bà à, đi vô đang làm bà thì vô đó là bà mới nói là kêu ổng làm bây giờ mày làm tao đi tao cho mày ăn châu hả à, thì anh chàng này những thứ mà thanh niên mà đang sung sức mà vớt luôn chứ sao lỡ chớn là lỡ da lỡ mà lỡ rau mà ai cho làm một cái thì trả lại cho con trâu chứ đâu phải là là gao ai còn trẻ thì mới được trả con trâu đâu cho nên ông lỡ cái miệng ông ngồi cho nên quất luôn bằng bà cả luôn ừ, có còn hơn không đó, quất quất bãi xong ở trên thì bắt đầu là bà mới nói rồi đó mày nói mày đưa tao con trâu đưa đi nó cái ông gà ông ngay chăn trâu nè ông gà dắt con trâu nè bà cả đó tôi nói là tôi giữ lời là tôi đưa bạn con trâu nè bây giờ mình lấy con trâu đi cái bà lấy cái bà nói là mày dắt càng sao hè đó, mày cột cái gốc cây giùm tao luôn đi sẵn đó mày cột càng sao làm tao thì anh chàng mày cũng dắt con trâu ta, ta 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 ra gốc sao cột con trâu làm sao cái bà nói trời im trời trời nó mặn cái à, coi như là nó tê tái mà còn được con trâu nữa trời ơi trời mà thằng này nó giữ lời nữa hay quá trời ơi cái đoạn chàng nói thôi vậy đi, đi về nha cái đi về đi về cái ông dắt thêm con trâu tại cũng chưa làm được cái cô hai nào ông ấm ức làm được cô hai mới được trời ơi trời những cố tình làm của hai mà ai ngờ lại quất ngay bà cả Nhớ biết sao giờ cho nên chạy về dắt thêm con trâu nữa canh chừng cảnh tiếng hộ ha dắt thêm con trâu đi ngang ra một cái nữa ai cho tôi làm cái tôi tặng lại cho con trâu bà cả trên này vẫn nghe nữa bà nói trời ơi trời hai ơi hai mày nghe lời tao đi thằng này nó nó nói chuyện có uy tín lắm hồi sáng mày nhớ không mày không chịu mà tao kêu nó vô làm một cái tao cho nó làm mà nó đưa tao con trâu tao cột ngoài hè kìa tao nói không có nói dốc một miếng nữa Bây giờ nó dắt thêm con nữa kìa Trời ơi trời ơi. Mày để đó mày làm gì mày ngâm dám mà gì Mày đi ra mày cho nó chơi một cái Bắt con trâu vô liền là được hai con Mày nghe tao đi Mày ở gì mày ở giá mày biết mày, 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 mày ở giá luôn mày nghe tao đi Nhỏ anh Má làm gì má kêu con chó chơi hoài kiểm chết á. Người ta con gái à, gái lứa còn ổng còn gì đó mà má kêu Má cho chơi rồi bây giờ má kêu con nữa Má nói trời ơi trời Chết chóc bắt miếng thịt miếng da rồi đâu Nó mặn chút xíu à Được con trâu bà này thì bà bổng xỉnh bà bỏng sản lắm bà muốn dành hết cái của về bà à vậy đó không có kể thân xác không kể cái gì vậy bà nói dù sao ba mày cũng không có nhà trời ơi mày cho nó mặn một cái ghét để chịu về bây giờ thì anh chàng này lỡ dắt anh trâu qua rồi thì giờ sao ổng cũng nói trời trời vậy là coi như là chắc không mặn được cô hai này không ai kêu dối chứ ổng quay ngược trở lại cái nữa chứ này ổng quay ngược trở lại ổng mới nói là ai cho tôi là tôi làm cái tôi á là tôi tặng con trâu con trâu này con trâu á là con trâu to con trâu đẹp lắm á à, ai cho tôi làm cái đi rồi tôi cho liền cái bắt đầu chuyến này bà nói trời ơi mày kêu nó vô hai ơi cái bắt đầu con kia nó cũng im ngu cái bà mới nói ơi vô đây vô đây mẹ ơi vô đây mẹ ơi bà kêu nữa bà mắt vô nữa cái á à, là cái anh chàng này đấy rồi bà kêu nữa mà chuyến này vô không lấy làm bà trời giá trời cho chuyến này vô bà bà, bà kêu làm của hai đi trời đó chuyến này vừa bước vô cái ê hồi sáng mày mày uy tín mày đưa tao con trâu phải không bây giờ tao kêu con gái tao nó ra nó tiếp mày nha trời ơi cái ông trăn trâu này tao nói nghe ổng hừng ngực hừng ngực ổng nói vô bánh này không ngờ chúng ý đó thì trong lòng ông nghĩ gì đó cái bắt đầu bà mới nói hay hay à, mày ra mày nói chuyện với anh nè thì cái cô này cổ cũng đi ra cổ cũng không muốn nhưng mà đi ra má kêu hoài thêm con trâu rồi nãy kia nữa thì ra dòm thì ra ông hai cũng dòm dòm nói cô hai có gì đâu à, à coi cho tôi làm cái rồi là tôi cho lại con trâu chút xíu à cũng bình thường cái gì chứ cô hai ơi đó, cô làm chừng cô thích đó chừng lần sau mà cô kêu tôi làm nữa tôi không có trâu đưa cho cô đó nha đó, thử đi cô hai này cũng nghe vậy cũng khoái trong lòng cũng uh, suy nghĩ nhưng mà thôi lỡ phái ông nói cái gì mà khoái lần sau nữa vậy ta nên là thôi thử đại đó hai người mới dẫn vô thì chiếc này vô phòng cô hai Ha, vô phòng cô hai là bắt đầu là anh chàng này ảnh làm cô hai mà ta nói anh làm cô hai lâu hơn bà cả bà cả thì ảnh vô làm đùng 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 phóng ra đường trâu còn cô hai này ông làm ta nói ngang bếp bao lâu vậy đó ta nói nghe chắc ông cũng mò mẫn dữ lắm tại vì nghe chăng cái 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 hệ mà ông đang phái của hai mà cô hai vô nữa cho nên là rất là lâu rồi bà cả ngoài bà sót ruột bà đi tới lui mang dép cốt 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 cút bà đi tới lui bà nói sáng nó mặn mình có chút xíu mà bây giờ nó mặn con hai mặn lâu gì thằng quỷ này sáng quá nó mặn mình lâu gì ngon biết mấy <laughs> mặn mình nhanh nít biết bây giờ mặn cũng hai thiệt là lâu trời ơi tiếc quá phải chiếc này mình nữa ngon <laughs> đó. cho nên là bà đi tới đi lui hoài thì anh chàng này anh mặn một hồi thì cũng xong mặn đã đời ông ông xong ta nói nghe chiếc này là coi như là ông đã đời đó, là ta nói nghe ông là là tới ông luôn đó thì bắt đầu ông mới đi ra là ông mới là coi như là à, đưa con trâu nữa bà mới nói gọi đó mày làm con gái tao gọi bây giờ mày đưa con trâu cho tao còn nữa đây là cái con mày đưa trước con đẹp rồi nè Thì anh mới nói dạ Trời ơi tôi nói tôi dữ lợi hả bây giờ đó Giờ xong cô hai vậy đó Là bây giờ bắt con trâu ra sao đi Bà với cô hai dẫn con trâu ra sao cột kế con trâu sáng nữa đi là hai con đi cái bả với cô hai ra dẫn cho con trâu á là đi ra là đi chăn bò cầm cái coi thật to đủ thứ bả vừa ca Dễ lý đó bả tưởng là vô mánh hai con trâu rồi trời ơi quốc có hai cái đơn giản gì mà được hai con trâu trà bá nữa đó thì cái anh chàng này anh đi về lúc này cũng xế chiều rồi anh đi về ổng biết là ông cả này đi đám cung đình chiều tối nay sẽ đi về chiều nay đi về ngang đây ổng ngồi cái đám tre sẵn trăng trâu ngồi cái đám tre nó đợi ông cả đi về nó thấy ông cả đi về gần tới nó khóc bắt đầu nó ngồi nó khóc nó dậy khóc nó dậy chết không à? nó dãy, nó khóc bằng nó khóc nó hước hước nó khóc cái kiểu mà cho ông cả ổng xúc động theo luôn thì ổng mới tắp vô ông hỏi ê mày làm gì mày ngồi đây mày khóc dữ vậy, vậy ngày thường tôi thấy mày chăn trâu mày dắt ngang bữa nay trâu mày đâu mày ngồi đây mày khóc vậy nó nói, dạ ông cả ơi ông cả ơi ơ ừ, ông cả ơi cứu con với ông cả ơi cái ông mới nói cứu gì nói dạ hôm nay á con dẫn hai con trâu của ông ông chủ điền ở trên á là đi con đi chăn đi cho nó ăn rồi, con đi ngang cái đám giường của nhà ông mới đẳng á à, hai con trâu con đi lạc cái đám giường nhà ông bây giờ á bà cả với cô hai bắt hai con trâu con cột ngoài hè con xin lỗi hỏi không có cho bây giờ họ bắt hai con trâu của con cột ngoài hè rồi ông cả ơi là bà cả với của hai á giờ ông cả có cách nào ông cả về kêu họ trả lại cho con đi chứ không thôi con về trả là ông ông chủ điền ông đuổi con ông đuổi gì con chết ông cả ơi ông cả ơi cứu con rồi là coi như là khóc mà cứ mà miếu máu mà ta nói người hước lên hước xuống như là ông bị quan ức kia lắm vậy đó ông cả không mới dậm dò trời ơi trời cái bà này với con hai vô duyên dữ vậy trời châu nó lỡ đi lạc vô thì đuổi nó ra thôi làm gì bắt châu của người ta cột lại này là không được rồi rồi mày để ra đi Mày đi theo ông đi lại đây 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 tao thả ra cho nó đi về Mày dẫn về đắng nữa thôi mày bị đuổi việc Cái anh chàng này Dạ 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 con cảm ơn ông rồi con, con đi theo ông Đó đi theo Đi theo thì tại vì về, về tới nhà Là bắt đầu ông mới ra ông ấy sao Ông mới nói là bà bà chứ con hai đâu rồi làm gì mà trâu của người ta mà đi lạc vô cái 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 giường có chút xíu mà bắt người cột của người ta luôn vậy làm ăn gì kỳ khôi ra ra mở đưa cho nó cái bà không chịu nó nói mở gì mở gì không có mở gì chứ á Châu này là châu của tôi với của con hai có rồi Bây giờ tôi cột đây không có trả lại Đừng có nghe là đó không có trả Bà đâu có dám nói đâu trời ơi Bây giờ không lẽ bà nói nó chơi tôi rồi Nó mới trả thì chết với ông cả Không lẽ bây giờ bà với cô hai nói là Nó chơi rồi nó trừ lại hai con trâu Thì chết lớn nữa Bây giờ là, 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 là nhìn vô cái thấy bí Vô cái thấy bí lù luôn người đó Không biết được nói sao á Cho nên bây giờ ông, ông cả dứt khoát là trả con trâu lại cho người ta Tại vì ông tốt bụng ông Nói châu có ông ở trên mà bây giờ bà làm gì đó Là nó đuổi việc cái thằng chân trâu này tội nghiệp đó sẽ trả lại ông ra ông gửi về ông cột ông đưa thằng nhân châu á nè mày mày dẫn có hai con trâu mày mày đi về trả lại cho ông chủ điền nó không đuổi mày đi trả trả lại trả mày đó dẫn về đi thì kia dạ con đội ơn không con đội ơn ông đa tạ ông đa tạ không, dẫn hai con trâu dẫn hai con trâu chạy ra về bả trong đây ta nói là bả nhảy dựng 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 bả mang nó rút bả dãy cốp 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 bả dãy trời ơi bả dãy hết biết cái ông cả phải bà làm gì bà dãy gì vậy trâu à? của người ta trả lại người làm gì bộ trâu của bà gì bà tiếc bà dãy vậy à? bà nói, trời ơi ông không có hiểu trời ơi ông không có hiểu cũng vì hai con trâu này nó chạy vô nên nó, nó dậm nát bấy cái mương bự cái mương nhỏ của ông hết trơn mà ông không biết ông hỏi cái mương nào trời ơi thì hai cái mương lớn mương nhỏ của ông nó dậm bèo nhiều nó dậm nát bấy chứ mà ông còn trả lại hai con trâu ông nói nó dậm kệ nó dậm hai mương có gì đâu làm gì mà bắt con trâu của người ta kệ nó <laughs> cái này gọi là à, giống như cái mỗi chuyện mà cá rô ở đại gia đình đúng không giống như cái rùa mề tấm cúc kể đó mọi người thích cái mẫu chuyện đó dữ lắm cái rùa mề á thì giống như vậy đó là mới đầu đưa hết rồi cuối cùng lấy lại làm được mấy phát <laughs> làm được phát còn cái anh trăn trâu là làm được hai phát hai mẹ con luôn mà cuối cùng hai trâu dẫn về nhà <laughs> cái này vô cái thế bí bà cả với cô cô hai đâu có nói được đâu cho nên nó, nó cũng cắt gói ha thì à, qua cái mẫu chuyện này tấm cúc xin chúc cho đại gia đình mình có nhiều tiếng cười nhiều niềm vui và đại gia đình có những cái mẫu chuyện vui thì xin gửi về cho thắm cúc qua địa chỉ là nguyễn kim cúc à, email đó nha là nguyễn kim cúc một chín một một tám một a cầm gmail.com à, và cái số phone thì không chín bảy chín bảy tám chín tám cúc xin nhận và kể lại cho đại gia đình của mình nghe ha